Ban tổ chức chúng con có nhận được một tin vui vãng sinh, chúng con xin chia sẻ cùng với đại chúng. Xin con xin nhờ ban tổ chức chuyển tới camera đầu tiên là tin vui vãng sinh của ban hộ niệm Đại Hạnh thành phố Vinh. Nam mô A Di Đà Phật, kính bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm cùng ban tổ chức đường Zoom hộ niệm thế giới, kính thưa các liên hữu đồng tu, ban hộ niệm Đại Hạnh thành phố Vinh chúng con xin chia sẻ một ca khai thị hộ niệm thành công viên mãn là chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, pháp danh Liên Tuyết, 71 tuổi. Chị là Phật tử lâu năm, cách đây hơn 3 năm, chị đã phát hiện bị bệnh ung thư, được chồng con đưa đi chữa trị nhiều bệnh viện. Sau đó chị có bỏ tu và theo Pháp Luân Công với mong muốn sớm được khỏi bệnh. Được hơn 2 năm, thấy Pháp Luân Công không có kết quả như ý muốn vì bệnh phát nặng thêm, chị lại quay về với pháp môn niệm Phật và tụng kinh niệm Phật. Đầu năm 2022, chị nhờ con đến khai thị giúp cho chị niệm Phật. Con đã đến khai thị cho chị vì trước đây con có hay đi chùa cùng với chị. Sau đó chị có thỉnh mời ban hộ niệm Đại Hạnh đến giúp. Hộ niệm được một thời gian, chị khỏe ra và tinh tấn niệm Phật hơn. Cách đây 4 tháng, chị có vào Đà Nẵng chơi với con trai và bệnh lại tái phát nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Chị đòi về và nhờ ban hộ niệm hộ niệm. Nhưng lúc này bác sĩ bảo sức khỏe của chị không đủ 2 ngày để về thành phố Vinh, sẽ chết trên dọc đường. Con đã điện thoại nhắc chị trấn tĩnh niệm Phật, nguyện vãng sinh, và con đã liên lạc với ban hộ niệm của cô Nhuận Lợi và khai thị hộ niệm cho chị. Cư sĩ Nhuận Lợi đã đến khai thị được 2 ngày thì chị tỉnh lại và bắt con trở về thành phố Vinh nhờ ban hộ niệm chúng con đến hộ niệm. Sau khi chị về, chị rất yếu, những cơn đau hành hạ rất là tội. Người còn lại một bộ xương, da thì xám xịt và vàng như nghệ. Nhưng hàng ngày ban hộ niệm đến khai thị cho chị nghe và đoạn tuyệt không tiêm giảm đau nữa. Suốt 2 tuần trước khi mất, con hỏi chị có còn muốn tiêm giảm đau nữa không? Chị lắc đầu và bảo không thấy đau nữa. Ngày 24 tháng 8 âm lịch chị lịm dần, ban hộ niệm cùng gia đình hộ niệm khai thị liên tục. Đúng 14 giờ 45 phút, chị mở mắt nhìn ảnh Phật, miệng khép lại, nở một nụ cười tươi và ra đi. Sau 12 tiếng đồng hồ được khai thị niệm Phật, chị để lại thoại tướng bất khả tư nghì, toàn thân mắt lạnh và mềm nhũn, da rẻ không vàng như trước, nhất là tay, chân và miệng cười rất tươi, thấy sự vi diệu của vợ và mẹ chồng. 6 người con vui mừng vỗ tay xin tán dương pháp hộ niệm niệm Phật giúp cho hương linh để lại thoại tướng thật vi diệu. Qua đây, ban hộ niệm chúng con xin thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm đã không ngừng xiển dương pháp hộ niệm cho toàn thể thế giới nói chung và Việt Nam chúng con nói riêng, giúp cho bao nhiêu người bệnh lâm nguy ra đi thoát khỏi kiếp luân hồi sinh tử này. Nam mô A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm ơn pháp niệm cũng như của gia đình. Nam mô A Di Đà Phật.